kính thưa chủ tọa đoàn kính thưa toàn thể quý vị đại biểu thì uh, tôi cũng muốn uh, chia sẻ một vài cái uh, vấn đề về uh, chẩn đoán ung thư phổi thì như chúng ta biết ý, thì uh, ung thư phổi hiện nay cũng đa đang là một cái vấn đề mà uh, chúng ta quan tâm đặc biệt trong vấn đề về ung biếu lý do tại sao bởi vì cái tỷ lệ mắc cao và nó có xu hướng gia tăng uh, một cái vấn đề thứ hai nữa là Mặc dù rất nhiều những cái tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị Nhưng mà cái tiên lượng của ung thư phổi Hiện nay cũng người ta vẫn coi là Cũng chưa được cải thiện nhiều Nghĩa là cái thời gian sống thêm Nó cũng chưa được cải thiện nhiều so với lại các cái ung thư khác Thế thì vấn đề đặt ra là như thế nào Cái vấn đề quan trọng là chúng ta làm sao phải chẩn đoán sớm Và áp dụng được những cái biện pháp điều trị tiên tiến thì chúng ta mới có thể cải thiện được cái kết quả điều trị cũng như là tiên lượng của bệnh nhân. Thế ở tình hình ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân được chẩn đoán ở cái giai đoạn mà sớm coi như là cái giai đoạn mà chúng ta có thể chỉ định phẫu thuật được ấy, thì nó vẫn còn khiêm tốn. Thì theo những cái thống kê một số các cái bệnh viện thì chiếm khoảng 2 phần 3 cái số bệnh nhân mà khi được chẩn đoán thì cũng không còn khả năng phẫu thuật. Thì chính như vậy thì vấn đề đặt ra là cái chẩn đoán sớm chúng ta vẫn còn là đang vấn đề nan giải. Thì hiện nay thì do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng như là các cái kỹ thuật trong chẩn đoán chuyên ngành thì rất nhiều những cái kỹ thuật được ứng dụng đã mang lại cái hiệu quả trong chẩn đoán cũng như là tiên lượng và điều trị cho bệnh nhân. Thì đây chúng ta nhìn cái tình hình chung về ung thư ở trên thế giới ở nam giới thì chúng ta thấy vẫn là đứng đầu so với lại các cái ung thư và ở nữ giới thì các nước thì đứng hàng thứ ba thứ tư ở Việt Nam thì chỉ ở sau là ung thư vú chứ còn xu hướng là cũng gần như là nam giới là có xu hướng đứng lên thứ nhất Thế về cái giai đoạn trong cái thời điểm chẩn đoán thì chúng ta nhìn ở đây thì chung của thế giới cũng thấy là cái giai đoạn mà chẩn đoán ở giai đoạn từ 3A trở lên có là 1 đến 3A thì cũng còn khiêm tốn và trong đó thì cái giai đoạn 3B và 4 cũng rất nhiều. Và chính chúng ta nhìn lý do tại sao bởi vì là cái thấy cái tiên lượng mà theo giai đoạn thì nó rất là rõ rệt, cái thời gian sống thêm của bệnh nhân mà theo giai đoạn rất rõ. Chính như vậy thì vấn đề đặt ra là chẩn đoán sớm là một vấn đề rất là quan trọng. Thế thì hiện nay các kỹ thuật người ta tập trung vào để chẩn đoán sớm thì nó có ba cái nhóm kỹ thuật. Nhóm thứ nhất là về chẩn đoán hình ảnh. Thì đây tôi chỉ đề cập một chút về cái chụp CT liều thấp. Cái nhóm thứ hai là nội soi thì sinh thiết. Thì cái nhóm này hiện nay thì đang rất nhiều các kỹ thuật phát triển. Và cái nhóm thứ ba là nhóm mà sinh học phân tử, nghĩa là sinh thiết lỏng. Thì đối với lại chụp cắt lớp vi tính liều thấp thì đã được ứng dụng cũng trong một vài thập kỷ nay rồi. Tuy nhiên thì hiện nay ra đời những cái thế hệ máy CT mới thì được ứng dụng cái kỹ thuật này nhiều hơn trong chẩn đoán sàng lọc đối với những cái đối tượng có yếu tố nguy cơ ung thư và đặc biệt là ung thư phổi. Thì lợi ích của cái kỹ thuật này nó cung cấp cho chúng ta cái hình ảnh chi tiết hơn cho nên nó có thể phát hiện sớm những cái tổn thương nhỏ, những tổn thương mà ở những cái vùng khó phát hiện đối với lại những cái kỹ thuật thông thường và đặc biệt là nó nhanh, nó không xâm lấn và có thể không cần dùng tiêm thuốc cản quan thì các cái nghiên cứu mà ở trên thế giới người ta uh, sàng lọc đối với những cái đối tượng yếu tố nguy cơ thì thấy rằng là nó đã tăng cái hiệu quả phát hiện ung thư Đặc biệt là đối với lại những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng Cũng như là trên chẩn đoán hình ảnh các kỹ thuật thông thường thì không phát hiện được Thì ở đây tôi lấy một cái hình ảnh Là khi nhìn ở trên uh, CT liều thấp Thì chúng ta thấy rất là rõ rệt cái tổn thương So với lại những cái kỹ thuật thông thường và khi mà xem xét ở trên cái cấu trúc của CT liều thấp thì chúng ta đánh giá được rất chi tiết cái tổn thương những cái nốt mờ ở phổi ví dụ như là bờ như thế nào trong lòng ra làm sao kích thước các thứ vân vân thì chính những cái lý do đó thì để chúng ta định hướng những cái kỹ thuật tiếp theo nó dễ dàng hơn hay là chúng ta đánh giá được cả những cái tổn thương mà có thể nó bắt đầu có tăng sinh mạch Chẳng hạn như là những cái tổn thương mà chúng ta thấy là bắt đầu phân bố các cái mạch ở trong thì đấy cũng là một cái định hướng để có cái tính chất ác tính. Thế hiện nay thì các cái khuyến cáo trên thế giới thì người ta chỉ định sàng lọc đối với CT liều thấp cho đối tượng như nào. Thì chúng ta nhìn ở đây thì thấy là những cái đối tượng mà có nguy cơ thấp hay trung bình hay cao thì người ta dựa vào uh, các cái kích thước của nốt hay tuổi hay tiền sử về hút thuốc vân vân các bệnh thì để người ta có chỉ định để chúng ta sàng lọc ct liều thấp lý do tại sao bởi vì cái kỹ thuật này thì nó đắt tiền hơn so với lại những cái kỹ thuật chụp hình ảnh thông thường cho nên là đối với lại từng cái quốc gia thì khi vận dụng các kỹ thuật để sàng lọc thì chúng ta phải liên quan đến vấn đề về kinh tế nữa thì như khuyến cáo của Hội Hô Hộ hấp Châu Âu thì hiện nay là người ta đưa ra rất rõ rệt khi chúng ta phát hiện thấy một cái nốt mờ trên phổi thì chúng ta làm vấn đề gì trước nhé và sau đó thì khi nào thì chúng ta sẽ có chụp CT và CT hình ảnh nó như thế nào thì chúng ta sẽ làm các kỹ thuật tiếp theo thì cái hướng dẫn rất là chi tiết và chúng ta cũng bước đầu chúng ta nên áp dụng những cái hướng dẫn này để sàng lọc cho những bệnh nhân ở chúng ta thì nó sẽ tốt hơn. Sang cái nhóm thứ hai là các cái kỹ thuật về nội soi mới trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Thì hiện nay thì do phát triển của các cái khoa học kỹ thuật cho nên là ta kết hợp rất nhiều các cái kỹ thuật trong chuyên ngành gần với nhau để người ta tạo nên một cái hiệu quả trong lĩnh vực hẹp hơn thì uh, chính các cái kỹ thuật uh, uh, nội soi kết hợp với lại y học hạt nhân kết hợp với laser vân vân thì nó làm tăng cái hiệu quả chẩn đoán phát hiện sớm và một cái vai trò thứ hai rất quan trọng là định vị chính xác cái vị trí để chúng ta sinh thiết ta lấy bệnh phẩm và chính cái kỹ thuật như vậy thì cái xâm lấn nó ít hơn và cái độ an toàn nó cao hơn so với kỹ thuật thông thường thì rất nhiều các kỹ thuật uh, nội soi để chúng ta áp dụng vào để chẩn đoán sớm về nội soi giải ánh sáng hẹp thì cái này một số bệnh viện chúng ta cũng đã bắt đầu có thì cái kỹ thuật này thì cũng không phải là mới tuy nhiên thì đối chúng ta thì, thì chúng ta cũng mới bắt đầu có cho nên là áp dụng nó chưa được rộng rãi thì cái nguyên lý này chính là người ta dựa vào các cái phân bố của giải tần số của ánh sáng để ta lựa chọn cái tần số để làm sao là chủ yếu là phát hiện cái sự tăng sinh mạch của các cái tổn thương mà uh, nguy cơ ung thư, tiền ung thư vân vân mà nội soi ánh sáng thường chúng ta không phát hiện được. Thì đối với lại uh, cái vấn đề ở đây thì uh, người ta quan tâm đến là cái sự phân bố của mạch máu ở trong vùng tổn thương, nếu mà ánh sáng thường thì cái phát hiện này rất là khó. Thì khi mà chúng ta chuyển sang cái ánh sáng hẹp thì chúng ta sẽ phát hiện được cái sự tăng sinh mạch hay là đốm mạch hay là mạch nó cắt cột vân vân thì chính cái phát hiện này để chúng ta lựa chọn cái vị trí mà chúng ta sinh thiết đặc biệt là những cái bệnh nhân mà yếu tố nguy cơ khi chúng ta chụp ít quang thường không thấy tổn thương hoặc là nội soi mà ánh sáng thường chúng ta không thấy thì khi chúng ta nội soi giải sáng hẹp chúng ta phát hiện những cái tăng sinh mạch chúng ta sinh thiết thì có thể làm tăng cái hiệu quả trần đoán cái kỹ thuật thứ hai là nội soi huỳnh quang thì kỹ thuật này thì thì ở bệnh viện phổi trung ương cũng đã ứng dụng trong mấy năm trở lại đây thì nguyên lý là khi chúng ta chiếu laser vào cái vùng mà tiền ung thư hoặc ung thư thì nó cũng sẽ thay đổi cái màu sắc và chính như vậy thì chúng ta dựa vào cái sự thay đổi đó chúng ta sẽ sinh thiết để ta lấy cái bệnh phẩm và khả năng phát hiện được tổn thương sớm thì trên này là cái hình ảnh mà nội soi ánh sáng thường ở bên trái và bên phải là uh, nội soi hình quang và sau khi người ta phát hiện xin, uh, cái thay đổi huỳnh quang và ta sinh thiết thì chẩn đoán ra được cái tiền ung thư cái thứ ba là nội soi siêu âm thì uh, từ hôm qua chúng ta đã được đề cập rất nhiều thì có hai cái uh, kỹ thuật là nội soi uh, siêu âm đầu dò lồi và cái nội soi uh, siêu âm tỏa tia thì cái tỏa tia thì uh, tại uh, chúng ta thì có hai cái cơ sở mà được ODA trang bị từ năm 2012 là bệnh viện quân y 103 và 175. Tuy nhiên thì cái này chủ yếu là phát hiện cho cái tổn thương ở ngoại vi. Thế còn cái nội so đầu dò lồi thì thì bắt đầu ở Bạch Mai và một số cơ sở đã được ứng dụng liên kết với Nhật và như chúng tôi được biết thì bệnh viện phổi trung ương là cũng đã mua cái dàn nội soi đầu dò lồi của Olympus thì uh, cái đây là một trong những kỹ thuật mà nó ưu tiên chủ yếu là uh, đánh giá những cái tổn thương ở liền kề cái hệ thống khí phế quản mà nội soi ánh sáng thường người ta không phát hiện được. Uh, nhất là các cái phát hiện về hạch trung thất và rốn phổi. Thì hiện nay cái kỹ thuật EBERT cũng tiến bộ lên rất nhiều là uh, cái hybrid e thì uh, Lý do tại sao người ta cải tiến là nó uốn lượn tốt hơn và cái góc nó phát hiện tốt hơn thì làm cho là chúng ta tiếp cận được nhiều cái vị trí tổn thương hơn. Hoặc là cái e ivert mà nó nhỏ hơn thì ở trên cái hình ảnh phía bên phải đây là cái e ivert mà nó nhỏ, còn bên trái kia là cái thì nó uốn lượn tốt hơn cái nội soi định vị từ thì hiện nay thì uh, chúng ta chưa có cái kỹ thuật này. Thì uh, kết hợp với đầu dò từ và tái tạo hình ảnh, trên CT sẽ làm cho hướng dẫn cho cái, cái nội soi và phát hiện tổn thương tốt hơn. Thì uh, chúng ta hình dung nó giống như là chúng ta lái xe mà có định vị uh, GPS ấy, thì đi đến đâu người ta sẽ biết ở đó thì người ta sẽ xác định vị trí tổn thương và sinh thiết nó sẽ tốt hơn một cái kỹ thuật nữa là nội soi cắt lớp thì đây cũng là một cái kỹ thuật rất là hiện đại trong lĩnh vực nội soi nguyên lý chung là người ta kết hợp giữa một cái hệ thống laser kết hợp với lại nội soi để làm sao để chúng ta tăng cái khả năng phát hiện tổn thương và định hướng cho cái kỹ thuật xâm nhập để phát hiện được tổn thương nó tốt hơn thì ưu điểm của cái nội soi cắt lớp là đánh giá được chi tiết cấu trúc của đường thở thì cái này nó cũng uh, giá trị hơn là cái nội soi ảo nội soi ảo là chúng ta dựa vào cái cắt lớp đa dãy sau đó chúng ta dựng hình nhưng mà cái kỹ thuật đó thì nó lại có nhược điểm là chúng ta không uh, xâm lấn để lấy bệnh phẩm được thì uh, kết hợp cái kỹ thuật này thì chúng ta vừa đánh giá được chi tiết đường thở nhưng lại vừa lấy được bệnh phẩm và đặc biệt là nó hướng dẫn được sinh thiết các khối u ở ngoại vi và sinh thiết xuyên thành phế quản và tăng cái hiệu quả trần đoán sớm của ung thư thì đây là cái hình ảnh mà nội soi cắt lớp thì chúng ta thấy rất là rõ những cái chi tiết về cấu trúc hình ảnh của các cái mô và cấu trúc của các cái hệ thống khí phế quản và chính như vậy thì Uh, cái giá trị của nó là phát hiện sớm được những cái tổn thương và đặc biệt là trong những cái ung thư ở tại chỗ. Một cái kỹ thuật là nội soi uh, huỳnh quang vi thể hay là nội soi uh, đồng tâm laser thì đây là uh, cái uh, uh, kỹ thuật rất là hiện đại mà chỉ có một số nước bắt đầu mới có thôi. Thì ngay từ 2016 khi mà sang cái hội nghị nội soi quốc tế ở Italia thì ngay ở bên Pháp cũng chưa chưa ứng dụng cái kỹ thuật này. Thì họ mới giới thiệu thôi. Thì nguyên lý cái này cũng chính là mục tiêu là nó phát hiện được cái sự tăng sinh sớm của mạch và chúng ta biết là khi mà phát triển một cái tổ chức ung thư thì nó luôn luôn song hành với lại cái sự phát triển của mạch máu thì người ta phát hiện sớm cái sự tăng sinh mạch để người ta dựa vào đó để người ta định hướng cái vị trí người ta sinh thiết nhưng mà cái này nó có một cái khác với so với lại uh, BMI cái chỗ mà giải sáng hẹp ấy, là nó còn đánh giá cả cái cấu trúc vi thể là nó cũng giống như là chúng ta uh, nhìn trên cái tiêu bản vi thể ấy. cho nên nó đánh giá cả cấu trúc về mô, về tế bào đây chúng ta nhìn cái hình thể về nội soi thì chúng ta nhìn giống như là chúng ta nhìn qua kính hiển vi Nghĩa là đánh giá rất rõ về cấu trúc, về tổ chức cơ rồi tuyến các thứ vân vân. Thì chính như vậy thì nó xác định được cái tổn thương nó rõ ràng hơn và cái vị trí sinh thiết nó rất dễ dàng. Một cái kỹ thuật thứ ba, nhóm kỹ thuật thứ ba là tôi muốn đề cập đấy là vấn đề về chẩn đoán sinh học phân tử để ứng dụng trong cái chẩn đoán sớm ung thư cũng như là để chẩn đoán các cái rối loạn về phân tử mà để ứng dụng trong điều trị đích là sinh thiết lỏng thì cái này chúng ta gọi thực chất ra là trong cái thuật ngữ là từ tiếng Anh là liquid biopsy thì ở tiếng Việt chúng ta cũng chưa có cái từ tương đương đó thì mới dịch nó gọi là trong ngoặc kép thôi thì hiện nay người ta sử dụng các cái kỹ thuật nguyên lý chung là người ta xác định DNA hay là RNA hoặc là một số các cái yếu tố mà nó được sinh ra từ khối u mà nó tuần hoàn ở trong máu, thế thì chính dựa vào cái nguyên lý đấy người ta lấy máu ngoại vi thôi để người ta xét nghiệm. thì ưu điểm là nó không cần sinh thiết mô và cũng không cần mà chúng ta phải cố định cái bệnh phẩm và đánh giá được toàn bộ cái genotype của uh, bệnh nhân ung thư như là chẩn đoán được nguồn gốc của ung thư cũng như là các cái tế bào ung thư lưu hành ở trong máu cũng như là đánh giá di căn và đặc biệt là trong điều trị cũng đánh giá được đáp ứng điều trị cũng như là phát hiện cái kháng thuốc thì đối với lại cái xét nghiệm về uh, DNA thì cái này đã được ứng dụng trong các cái ung thư khác cũng từ lâu rồi tuy nhiên thì đối với ung thư phổi hiện nay thì bắt đầu một số nước cũng đã áp dụng và ở việt nam thì một số cơ sở hiện nay cũng đang áp dụng nhưng tuy nhiên là đang mới chỉ là nghiên cứu nghĩa là đánh giá so sánh với lại uh, mẫu sinh thiết và một số các cái khuyến cáo hiện nay thì người ta nói là có thể làm trong hai cái chỉ định một là đánh giá cái ngoài chẩn đoán ung thư ra thì đánh giá cái xem có đột biến iza không và cái thứ hai nữa là khi bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ mà nó đề kháng với lại cái thuốc kháng TKI đấy, kháng TKI thì người ta cũng làm cái này bởi vì những cái bệnh nhân đó để mà sinh thiết lại nó khó khăn hơn cho nên ta sẽ làm cái này để người ta chẩn đoán nó dễ dàng hơn. Thì các cái nghiên cứu đối với lại ung thư phổi thì bắt đầu người ta được ứng dụng từ một vài năm nay thôi. Thì các cái kỹ thuật rất nhiều như là PCA người ta áp dụng thì thấy rằng cái độ nhạy, độ đặc hiệu của các cái kỹ thuật này thì tương đối cao và rất nhiều các cái nghiên cứu là thấy rằng là có thể thay thế cái mẫu mô để chúng ta làm để chẩn đoán cũng như là để xác định vấn đề khác. thì hiện nay rất nhiều các kỹ thuật ứng dụng để phát hiện cái, cái ung thư ở trong máu. thứ hai là phát hiện tế bào ung thư lưu hành ở trong máu thì đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta uh, cũng uh, có triển vọng để sau này hy vọng rằng là uh, chúng ta một là sàng lọc chẩn đoán sớm hai nữa là ở những cái người mà chúng ta không thể làm kỹ thuật xâm nhập để chúng ta lấy bệnh phẩm để ta chẩn đoán được thì ta hy vọng ta lấy máu thì cũng rất nhiều các kỹ thuật phát triển để ứng dụng để tìm cái tế bào ung thư ở trong máu thì uh, qua các nghiên cứu thì các kỹ thuật này thì thấy rằng là cái tỷ lệ mà phát hiện cũng tương đối cao so với lại các cái mẫu mô Tuy nhiên thì nó cũng có những cái hạn chế của các kỹ thuật sinh học phân tử này thì hiện nay thì người ta nói là vẫn còn đang có vấn đề trong tranh luận và trong nghiên cứu cũng chưa khẳng định rõ là có thể thay thế hoàn toàn được các kỹ thuật xâm nhập thông thường Uh, xác định cái yếu tố mà tiểu cầu nó được sản sinh ra từ khối u thì uh, người ta dựa vào cái nguyên lý là các khối u uh, ác tính ấy, thì nó sẽ sinh ra những cái yếu tố tăng trưởng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tăng sinh và phát triển của các cái tế bào và chính từ đó thì nó sẽ sinh ra những cái chất mà người ta dựa vào đó để người ta thay như là một cái dấu ấn chỉ điểm để người ta chẩn đoán. Thì các cái nghiên cứu này người ta hy vọng là sẽ để mang tính chất là xác định sớm cũng như là để chẩn đoán ở cái giai đoạn mà chưa có triệu chứng lâm sàng và đặc biệt là để theo dõi điều trị cũng như là kết hợp với lại các cái dấu ấn sinh học khác để người ta có thể đưa ra cái hướng mà chẩn đoán sớm hơn. Thì chúng ta nhìn trên cái hình ảnh này thì chính dựa vào đây thì có thể là lấy rất nhiều các cái mẫu bệnh phẩm khác mà có thể thay thế như là người ta có thể lấy là uh, mẫu từ máu hay là từ tủy xương nhé hay là từ các cái tổ chức mà di căn khác người ta cũng thể làm được các cái dấu ấn này Rồi, xét nghiệm cái RNA ở trong máu thì cái xét nghiệm này thì hiện nay người ta ít ứng dụng bởi vì cái hiệu quả so với lại các cái kỹ thuật khác thì nó thấp hơn trên vấn đề này cũng còn đang được nghiên cứu và vấn đề cuối cùng là uh, tôi muốn nói là một cái người ta dựa xét nghiệm cái aerosol thì cái đây chính là các cái sản phẩm mà nó sản sinh ra từ các cái khối u và nó lưu hành ở trong máu và người ta coi cái sản phẩm đấy nó được bao bọc như là một cái túi chứa ở trong đó rất nhiều ví dụ như là protein hoặc là DNA, RNA các thứ vân vân thì khi người ta xét nghiệm một nhóm các cái sản phẩm như vậy thì người ta coi đấy có thể là một cái dấu hiệu để mà thay thế cho cái chẩn đoán thông thường và chính như cái này thì người ta hy vọng là mang lại cái chẩn đoán rất là sớm và đặc biệt là sàng lọc ở những cái đối tượng yếu tố nguy cơ và rất nhiều các kỹ thuật người ta ứng dụng để người ta phân tích các cái sản phẩm mà tiết ra từ khối u như vậy và đây chúng ta nhìn trên cái sơ đồ tổng hợp như này thì chúng ta thấy là uh, cái hướng tiếp theo là người ta dựa vào những cái dấu ấn hay là những cái tế bào hay những là thay đổi DNA để người ta hy vọng là sẽ chẩn đoán sớm cũng như là tiên lượng cái đáp ứng điều trị cũng như là tiên lượng lâu dài cho bệnh nhân vì thời gian nó không có nữa thì tôi xin kết luận lại cái phần mà trình bày thứ nhất là chẩn đoán sớm ung thư phổi thì có vai trò rất quan trọng thay đổi cái kết quả điều trị cũng như là tiên lượng bệnh và các kỹ thuật mới hiện nay thì nó đã làm tăng cái hiệu quả cũng như là sự chính xác cũng như là xâm lấn ít và đây là những phương pháp tiềm năng trong tương lai và hy vọng rằng việt nam chúng ta cũng sẽ bước đầu áp dụng từng bước các kỹ thuật này để mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân và xin trân trọng cảm ơn